vào lời nguyện thật thật. Tiền đôi khi không phải là tất cả. Tôi đang nghi ngờ tất cả mọi người. Đôi khi hung thủ lại chính là những người thân cận với mình nhé. Bên nghệ thuật cũng hay đi đây đó để tìm cảm hứng sáng tác. Chào con gái của bà. Con giận ba luôn. Ừ, sao vậy? Bé gái với mẹ cũng muốn đi công tác với ba mà. Lần này ba đi công tác xa, cho nên nếu mà con với mẹ đi theo á, ba không thể chăm sóc cho hai người được. Khi ba về con không ôm ba nữa, con giận ba luôn. Thôi mà, ba xin lỗi gạo nha. Gạo đừng có giận ba nữa. Gạo nó ước cho ba đó. Rồi, cảm ơn bé gạo. Bye con nha. Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con gái của tôi được 6 tuổi. Nhìn con bé có vẻ mến ba quá. Chắc tại là con gái cho nên cũng mến ba nữa. Con gái ơi cũng sắp tối rồi, ở đây thì xa bệnh viện lắm, cứ để đứa bé ở lại khách sạn của anh Bổng. Anh Bình cứ yên tâm, anh Vũ đây là người rất là tốt, anh hay giúp đỡ mấy đứa nhỏ ở trong cô nhi viện lắm. Cứ chủ nhật cuối tháng là anh chở hàng từ thiện đi đến các trung tâm. Em cứ nói quá. Vậy thôi, tôi cũng yên tâm rồi, xin phép mọi người tôi về trước. Anh Bình, cũng trễ rồi, hay là anh ở lại đây luôn đi. Tôi sẽ nói cô Thoa sắp xếp phòng cho anh ở. Còn đứa bé hôm nay chắc phiền cô Thoa chăm sóc rồi. Gạo ơi,
Ba tới nơi rồi nè. Con ở nhà phải ngoan nghe chưa? Ừ. Phải nghe lời mẹ. Nhớ là đừng có xem phim hoạt hình nha. Rồi thức khuya quá. Dạ. Con biết rồi, con ngủ ngon nha. Có sao không con? Có sao không con? Con gái ơi! Ôi! Có sao không con? Con gái ơi! Ủa có sao không con? Con gái! Con gái ơi! Nhiều đó việc làm cuộc sống. Cô mà không tìm được nó về đây, cô không yên với tôi đâu. À, có chuyện gì à? Lo dọn dẹp phòng đi. Trưa nay mình nhận khách mới đó. Dạ. Đứa bé đêm qua, đứa bé tối qua hả? Sáng nay người nhà của nó đến nước nó về rồi. Thì ra là nó mê chơi, nó mới đi lạc. Đi lạc hả? Tại sao lại bị thương? Anh Bình, hình như trưa nay anh định trả phòng đúng không? Không phải, ý tôi là tôi muốn biết để tôi báo với nhân viên sắp xếp để nhận khách mới mà. À đúng rồi, lịch trình của tôi ngày mai ở chỗ khác. Vậy tôi xin phép. Con gái của ba ở nhà có ngoan không? Rồi có ăn uống ngon không? Dạ có, con hết một ly uống cốc luôn đó. Có việc xíu, chào con nha.
con kia cắm không. Mày mà hát nữa tao giết mày luôn. Con gái ơi không có sao không? Con gái anh Bình ơi, trời cũng sắp tối rồi, ở đây thì xa bệnh viện lắm, cứ để đứa bé ở lại khách sạn của anh Bụng. Cô mà đồ vô dụng, tôi giao bao nhiêu đó chuyện là xong. Cô mà không tìm được nó về đây, cô không yên với tôi đâu. Con gái của ba ở nhà có ngoan không? Ừ. Có ăn uống ngon không? Dạ có, con ở Hồ Liên cũng có trong đó. Chủ nhật cuối tháng á là anh chở hàng từ thiện đi đến các trung tâm. Thì ra khách sạn này là một ổ buôn. Thank you.
ơn bé Gạo. Bye con nha. Con gái anh bao nhiêu tuổi rồi? Con gái của tôi được 6 tuổi. Nhìn con bé có vẻ mến ba quá. Chắc tại là con gái cho nên cũng mến ba nữa. Ngồi xuống với anh. Hồi sáng này mới đánh người ta mà. Thôi, anh xin lỗi mà. Xuống đây.
nhận ba nữa mà. Thì bây giờ ba về rồi nè.